Xin chào cả nhà, mình lại thêm cho các bạn một mẫu vân đá rất là xinh xắn luôn nè. Các bạn có thể xem video và các bạn có thể học theo cách của mình nha. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị luôn nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ sơn lên cho mình một nước lớp nước gạo trên móng nhá. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ sơn lên một lớp là lớp tốp loang nha các bạn, để chúng ta làm loang cái màu đen mà chúng ta muốn làm loang nha. Rồi các bạn sẽ dùng sơn màu đen này, các bạn dùng sơn màu đen nhá, để chúng ta đánh tan cái phần đầu phần ngoài ra trước, rồi chúng ta sẽ dùng gel vẽ nha các bạn. Đó, đây là chúng ta dùng sơn này, chúng ta đi đường tay hơi uốn éo một xíu nha, đó, để tạo các đường vân cho nó được tan ra nha. Đấy, chúng ta cứ chờ một xíu là đó là nó sẽ tan cái đường mà mình vừa vẽ ra nhá. Khi nó đã tan rồi thì chúng ta mới bắt đầu đi vẽ cái xương ở bên trong của nó nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đánh tan trước lại nha. Những video trước thì mình đã có dạy các bạn cách làm loang rồi đúng không? Chắc các bạn cũng đã hiểu được cách làm loang như thế nào rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một mẫu khác để các bạn có thể áp dụng cho mình nhá. Mẫu này thì mình thấy khách nhà mình cũng rất là hay dùng, nên các bạn có thể học và các bạn có thể làm cho khách của mình nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ đường gân bên trong này. Khi vẽ đường gân bên trong thì các bạn sẽ lấy cho mình bằng là gel vẽ nha các bạn, để cho nó được đặc và được đậm màu hơn nha. Này, chúng ta sẽ vẽ này, chúng ta sẽ vẽ hơi đường hơi uốn lượn một xíu nhá, để tạo một cái đường nét cho nó tự nhiên nha các bạn. Đó, các bạn đi đường như thế này là rất là ok này. Đó, các bạn sẽ đi như thế nhá. Khi các bạn đã đi và các bạn có thể đã làm nhiều video về các bạn đã làm nhiều mẫu vân đá rồi ấy, thì lên những mẫu khác các bạn nhìn qua là các bạn có thể vẽ biết là cách vẽ như thế nào rồi. Nên là đầu tiên là các bạn sẽ phải học cách vẽ trước nhá, rồi sau đó thì các bạn sẽ vẽ được những mẫu khác tiếp theo nhá. Vì những mẫu đơn giản thì các bạn sẽ phải biết trước, vì các bạn sẽ biết được cách là các kỹ thuật để các bạn nắm khi các bạn mà vẽ. Nên là bây giờ các bạn sẽ phải nắm được các kỹ thuật trước nha, sau đó thì các bạn sẽ dùng cái kỹ thuật đấy để chúng ta có thể nhìn theo các mẫu các bạn có thể vẽ được nha. Rồi chúng ta sẽ làm lì cái phần móng của mình đi, để mình sẽ vẽ một chút gel lên làm vân nổi nha các bạn. Mình sẽ làm một chút vân nổi lên cho xinh nhá. Này, vân nổi này thì chút nữa mình sẽ tráng gương lên cho sáng nha. Đây, mình sẽ dùng bút tráng gương mình tráng gương lên này, tráng gương lên cho cái phần gân của mình nó được nổi lên nhá, xinh xắn luôn nhá. Kiểu này cũng gần giống kiểu Đài Loan đó. Đây, các bạn có thể dùng mút cũng được nhá, hoặc là các bạn có thể dùng bút như thế này nhá. Mình thì mình hay dùng bút thế này quen rồi nên là mình dần dùng bút thôi. Các bạn có thể dùng bằng mút nhá, cái biết chuyên dụng của nó ấy. Còn đây là chỉ là cái bút Mexicer thôi, nên nhưng mà mình thấy nó rất là tiện nên mình hay dùng. Rồi chúng ta phủi đi nha. Đó, thế này là chúng ta đã sắp xong rồi nè. Chúng ta sẽ cho thêm vài đường gân. Đây là bằng loang cồn nha các bạn. Loang cồn này là loang cồn màu trắng nhá. Chúng ta cho một chút lên để cho nó sáng thôi. Rồi sau đó chúng ta tốp lại như bình thường này. Thế là chúng ta đã có một chiếc móng xinh xắn rồi. Nếu các bạn thấy hữu ích thì các bạn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận những video tiếp theo của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.